Rồi, làm lại. Tập form hen. Form. Ok. Cái này các bạn đặt cái thẻ vừa bắt số thì thường sẽ là bắt cho số điện thoại đúng không? Input. Cái này là đặt cho nó cái ID nha. Là TXT số điện thoại hàng. Rồi, bắt lỗi sự kiện nè. Thì mình bắt lỗi mối này thôi, dùng hai sự kiện đúng không? Sự kiện on focus đưa trỏ vào là nó báo. Ok không? Thì đây các bạn viết một cái hàm là script. Ok. Đây function. À check, cái này là is à, phone. Is phone đi ha, phone number đi ha. Ok. À ở đây các bạn vừa đưa con trỏ vào. Đây. Ủa nó không refresh. Rồi. Tắt anh này đi. Đây. Giả sử như đưa con trỏ vào cái này là phone đi. Đó. Đưa con trỏ vào là sự kiện on focus nha. Trời ơi, phone number. Đấy, đưa trỏ vào. Nó cũng ra luôn, ghê thật. Số điện thoại. Ghê chưa? Đặt tên giống nhau là nó, khi ấy là nó ra, ai đi giống nhau là nó sẽ cầu cái gì cái này nhớ sẵn á. Nó ra hết, khó chịu. Được chưa? Có đặt tên khác đi, khỏi nó khỏi gọi. Rồi, sự kiện này là sự kiện on focus nè, đơn trỏ vào ha, bây giờ nè. Vậy mình sẽ gọi đến sự kiện on focus nha. Ok, mình gọi đến is phone. Ok chưa? Mình bắt lỗi nè. Cái hàm is phone này trong này muốn viết gì thì viết. Giờ bắt lỗi rỗng nè. À thì mình kiểm tra, mình đặt một cái va. À, số điện thoại value gắn bằng document .get element by ID. À các bạn đưa cái số điền cái ID của nó vào để trong nháy ha các bạn. Số điện thoại nè, .value. Ok. Rồi các bạn để là if nếu mà số điện thoại value này mà có thể là gán bằng rỗng nè, cũng được. Hoặc là .len. Chấm len cái độ dài của nó bằng 0. Ôi chà. Len. Cái này mà bằng 0. Thấy chưa? Thì bật ra thông báo. Thì ở đây thay vì các bạn bật ra thông báo ấy thì các bạn có thể đặt thông báo lỗi ở ngay trên cái này, có thể trong thẻ deep hoặc là bên cạnh cái này, tùy các bạn nhé. Nhiều người thích đặt phía đằng sau, nhiều người thích đặt phía đằng dưới. Nếu đặt phía đằng sau thì các bạn đặt ở ngay trong thẻ B này nè. Ở đây các bạn đặt cho cô một cái thẻ span. Để nó không nhảy xuống dòng á, thì các bạn để cho cô thẻ span. Ok. Cái này các bạn đặt là cái class là error. Cái ID class thì có thể giống nhau nhưng ID không giống nhau. Cho nên cái này cô bảo lỗi cho cái số điện thoại. Đúng không? Thì cô đặt là error số điện thoại. Ok. Thì ở đây cô sẽ lấy cái ID của anh này là document get by ID của cái anh là error số điện thoại .inhtml gán bằng, ví dụ như là số điện thoại không rỗng. Ok, không được để rỗng, được chưa? Đó. Rồi, bây giờ cô đưa trỏ vào thì nó phải báo, đúng chưa? Bây giờ nếu nó không báo thì sao? Có thể bị lỗi. Vậy mình coi lỗi đâu nhá. F12 lên. Rồi. À cái console đâu rồi? Đây hai lỗi là nó đây. Nó báo là document is not defined. Vậy cô đang gõ bị sai document. Đây, document gõ bị sai. Thấy chưa? Rồi hết lỗi nha. Gõ sai chính tả không được ạ. Đơn trỏ vào vẫn đang bị, đúng không? F12 còn lỗi gì? Cái này nó bảo hai lỗi đấy, quên nhìn. Rồi nó còn một lỗi nữa các bạn thấy không? Đây nè.
đây nè. À, is the phone ở cái dòng nè. Document or document. À, chữ document viết sai, trời ơi. Document viết sai. Hết lỗi chưa? Hết lỗi rồi. Luôn trở vào thấy chưa? Số điện thoại không được để rỗng đúng không? Vậy là cái debug á, là các bạn cứ nhấn F12 nó báo lỗi ngay con zone á các bạn nhé. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn muốn anh này nó khi nó báo lỗi xong rồi thì mình gõ thì nó không báo lỗi nữa. Thì các bạn bắt cái sự kiện là on key up nha. On key up. Nó có key, nó có ba cái. Key down là nhấn phím, key press là gõ phím và key up là nhả phím. Hiểu không ạ? Up là nhấn còn up là nhả phím, còn down là nhấn phím. Mình làm cái up. À, gọi đến is phone. Đâu rồi, nó chạy đâu mất tiêu. Đây. Ok chưa? À, tất nhiên ở đây mình phải xử lý. Nếu như nó lỗi thì báo lỗi xong nó thoát ra ngoài luôn. À, return cho cô phone luôn. Đấy, nếu như không lỗi thì nó sẽ gán anh này bằng rỗng. Nó gán anh này bằng rỗng. Được chưa? À, xóa anh này đi. Đó. Bây giờ nhìn nhá. Lỗi nè, gõ vào, hết lỗi. Được chưa? Xóa lỗi, gõ vào, hết lỗi. Được chưa? Rồi, đến bắt cái sự kiện tiếp, bắt cái trường hợp tiếp theo là phải là số. Ta dùng cái hàm is not a number. À, mình copy anh này thôi. Ok chưa? Đưa xuống nè. Nếu cái này cái value của nó là number thì nó không phải number, thế là mình dùng cái hàm is not a number đó. Đây, is not a number. Nếu cái này không phải là number thì nó trả về true. Nếu nó trả về true thì cái này mình bật ra thông báo lỗi là không, cái này là phải là số từ 0 đến 9 chẳng hạn, đúng không? Đấy. Ok. Gõ. À, báo lỗi khác. Lỗi khác 0 1 2 3 hết rồi, được chưa? Ok chưa? Rồi. Ok, nếu là 10 kiểm tra nó 10 số thì sao? À, nó không báo lỗi này nữa thì mình check lỗi tiếp. Đúng rồi, chính xác. Cái này là gì ạ? Chấm len bằng 10 đúng không? Bằng 10. Nó phải là 10 số. Nếu cái này không bằng 10 là khác 10 thì nó sẽ báo lỗi. Số điện thoại phải là 10 chữ số. Digit nó có nghĩa là chữ số, chữ khác mà chữ số khác. Hiểu không? Ờ. Số cô ơi. Ok, không sao. Rồi gõ nè. 0 nè. 1 2 3 nè. Nó bảo là phải là 10 chữ số đúng không? A cái nè. Được chưa? Xóa nè. 4 5 6 7 8 9 hết lỗi chưa? Thêm số nữa nè. Bảo lỗi này. Thêm chữ nó bảo lỗi khác. Thấy không? Thấy không? Tức là với mỗi tình huống thì mình báo một cái lỗi khác nhau. Cái này được gọi là validation form đấy. Thực ra mục đích là mình demo cái gì? Demo cái hàm là is not a number. Đúng không? Ok. Rồi. Cái này các bạn thấy nó gọi đi gọi lại nhiều lần. Các bạn thấy nó rất là khó chịu. À, các bạn có thể đặt ngoài cho nó. Và error. Đúng không? Số điện thoại sẽ gán bằng copy anh này. Đúng chưa? Đưa vào đây. Ok chưa? Thay anh này bằng anh này. Viết cho nó gọn lại. Thấy không? Cái này được một cụm. Hoặc các bạn chỉ cần đưa vào cái cuối cùng thôi. Xóa cái này cho cô đi. Đây.
Xóa hết anh này đi. Xóa anh này luôn. Mình đưa một cái cuối cùng thôi. Đưa cái cuối cùng thôi. Ok. Rồi. Còn anh này là mình sửa lại anh này. Đấy đúng không? Cho nó gọn lại nhé các bạn. Đấy, cốt để gọn lại. Nhìn các bạn thấy nó đỡ dài, đỡ xấu hơn không? Rồi chạy lại nhé. Ok, A, hết lỗi. A, 0, 1, 2, 3, lỗi, xóa. Ok, xóa, hết lỗi. Được chưa? Đó, các bạn chỉ cần để một cái cuối cùng thôi. Cô sẽ giải thích cái đoạn cốt này nhé. Nếu là cái chuỗi này mà bằng 0, tức là không có nhập, thì nó rơi vào đây thì nó sẽ báo dòng thông báo này và nó return luôn. Khi nó return, nhìn nhá, khi nó return thì không rơi vào những cái câu lệnh tiếp theo nữa, nó thoát khỏi hàm mất rồi. Đồng ý với cô chưa? Rồi, bây giờ nó không có phải đồ dài rỗng, đồ nó rỗng mà nó lại là bị không phải số, thì nó rơi vào đây. Khi nó rơi vào đây, nó sẽ xuất ra thông báo lỗi và nó return luôn. Khi nó return thì nó không chạy những câu lệnh tiếp theo. À, nếu mà rơi vào đây thì nó in ra cái này và return luôn và không chạy các câu lệnh tiếp theo. Nếu nó không gặp lỗi này, cũng không gặp lỗi này, cũng không gặp lỗi này thì đương nhiên nó sẽ không gặp return, thì nó sẽ chạy câu lệnh này. Hiểu không? Hiểu ý cô chưa? Nhá. Nếu như không là gặp lỗi gì cả thì nó sẽ chạy câu lệnh này. Và khi đấy các bạn return. Không return thì cũng được, nhưng mà tôi muốn return cái chu, có nghĩa là nó chính là số điện thoại hợp lệ. Vậy thì các bạn để ý cho cô này, khi cô viết một cái hàm, hàm này cũng giống như hàm Java nha, không khác gì nè. Khi cô viết một cái hàm, nếu cái hàm mà có chữ is ở đầu, is the phone, is the email, is the gì đó, thì nó hỏi, nó thường là có phải là số điện thoại hay không. Vậy thì đặt trả lời cho câu hỏi có phải hay không thì câu trả lời sẽ là gì đấy ạ? Giết hoạt nâu đúng không? Vậy nếu không phải số thì có nghĩa tôi return phone. Mà đúng là số điện thoại thì tôi sẽ return true. Vậy thì những cái trường hợp đấy các bạn sẽ thường trả về true hoặc phone. Hoặc là cái hàm này các bạn nghe này, hàm insert, hàm update, hàm delete, ví dụ thế. Tôi chèn một cái dữ liệu vào trong một cái cơ sở dữ liệu nhé, các bạn đang học cơ sở dữ liệu đúng không? Tôi chèn một cái dòng vào cơ sở dữ liệu. Vậy thì tôi sẽ thực hiện cái hành động là mình chèn vào. Nếu đúng ra thì mình chèn vào được là xong. Đúng không? Tại vì tôi chỉ cần chèn vào thôi mà. Làm đến đấy là thỏa mãn điều kiện rồi. Tuy nhiên, khi viết hàm các bạn tính cho cô một cái tình huống nữa nè. Là mình cần phải biết cái việc chèn đấy thành công hay không thành công. Vậy tôi sẽ trả về một cái gì đấy ạ? Một cái giá trị là yes or no. Để tôi biết, tôi báo là nếu nó trả về yes, nó có nghĩa là thành công. Trả về no có nghĩa là không thành công. Vậy các bạn cũng, những cái tình huống đấy các bạn cũng nên viết cái hàm vừa thực hiện hành động vừa trả về true hoặc false. Đó là cách để viết hàm. Cách để viết hàm. Và những cái hàm này các bạn hay, nó dễ lắm. Đó là return. Nếu gặp return thì nó thoát khỏi hàm luôn và nó trả về giá trị này này. Sau cái return. Đến đây, nếu chạy đến đây rồi á thì đương nhiên nó sẽ thoát ra khỏi hàm thôi. Nhưng cô muốn trả về giá trị để nó biết được cái hàm này nó trả về true hoặc false. Nếu là true thì có nghĩa đó là số điện thoại hợp lệ rồi. Nếu là false không phải hợp lệ. Tại sao phải làm vậy? Để tôi sẽ sử dụng tiếp cho những lần tiếp theo. Theo các bạn là trong tình huống này tôi sử dụng ở đâu nữa? Nếu cái bài toán này tôi sử dụng ở đâu nữa? Giả sử tôi thêm một cái nữa là email. Đồng ý không các bạn? Tôi thêm cái nữa là email. Nó trả về is email. Cái này là email. Thì có phải là các bạn sẽ bắt lỗi email đúng không? Nhưng mà giả sử trường hợp khi tôi gửi toàn bộ cái dữ liệu đi, tôi phải có thẻ P là input, tải bằng button không? Rồi đăng ký. Có phải là tôi phải có một cái hành động nhấn để gửi đi đúng không? Đúng không?
Vậy thì khi nhận gửi đi nó phải đảm bảo hai mấy cái này nó ok, chứ lớn không ok vẫn cho gửi đi thì sao, đúng không? À vậy thì trong cái đăng ký này này thì chắc chắn tôi phải gọi mấy cái này, được chưa? Nhìn nhá, nhìn nha, viết hàm email nè, tôi đơn giản thôi, giả sử email rỗng tôi chỉ kiểm tra rỗng hay không rỗng thôi nhé. Nhìn nhá, nhìn nào, cái này cô để là is email, ok chưa? Rồi cái này là value email, value à, cái này là email đó, cái này cô chỉ bắt rỗng thôi, cái này là email, cái này là email ha, rồi cô chỉ bắt rỗng thôi đó. Rồi xóa hết đi đó, cô chỉ bắt rỗng thôi thì nó có từng này thôi mấy đứa đó, thấy chưa? Cái này là email, ok rồi cô gọi vào email đây, on focus, cái này email luôn đúng không? Ok đó, email không rỗng, ok chưa? Rồi nhưng mà khi submit đi nó không báo gì cả, có nghĩa là submit vẫn được mặc dù lỗi, đúng không? Rồi bây giờ nhìn nào, cô sẽ bắt lỗi chỗ này, cô sẽ bắt lỗi nào, khi tôi nhấn cái click chuột này, sự kiện on click, sự kiện on click nha, tôi sẽ gọi là valid form, cái hàm gọi là valid form, tôi đặt là valid form. À tôi gọi tới nó, hàm gì tôi không biết, tôi phải có một cái hàm gọi là function valid form. Nhìn nào, nếu mà is phone nó không đúng, is phone không đúng, if cái hàm is phone trả về là phone, một là các bạn để là bằng bằng false hoặc là để phủ định, cách nào cũng được, để chấm than ở đằng trước thì tương đương với bằng bằng false, hiểu không ạ? Đây là cách để dấu chấm than đằng trước nha. Java cũng như vậy, không khác gì ha. Thì tôi bảo lỗi, nó tự động nó trên này nó bảo lỗi luôn, và đây cô return, return false, return hay return false giống nhau hết, đúng chưa? Ok. Còn nếu if mà phủ định của email, email mà lỗi tôi cũng return false luôn. Ok. Rồi nếu như không rơi vào đây thì tôi sẽ bật ra một thông báo là đăng ký thành công, đúng không? Alert, đăng ký thành công và return true. Đó, cái này không cần return. Tôi gọi vào valid form của anh này và bấm nè, số điện thoại rỗng nè, được chưa? Rồi tôi điền số điện thoại nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hết chưa? Bấm đăng ký cái nữa nè, nó bảo email rỗng nè, đúng không? Rồi email chưa bắt lỗi email nha, rồi bấm cái có phải đăng ký thành công không? Vậy là tôi không gõ gì cả mà tôi nhấn đăng ký cũng phải bắt lỗi. Chứ cứ không phải là đơn trỏ, tức là mình có nhiều cách để mình bắt lỗi nha. Một cách là khi mình gõ cái là nó ra chặn cái lỗi lúc mình gõ. Đó là cái đầu tiên cô làm. Nhưng mà cái đấy chưa được, cái đấy vẫn chưa chặn hết lỗi. Mình còn một cái tình huống cuối cùng nữa, là tình huống là cái phần khi nhấn nút đăng ký. Khi nhấn nút đăng ký gửi dữ liệu đi, nó phải kiểm tra trước, nó kiểm tra tiếp. Vậy nếu anh này ok thì nó mới ok. Còn nếu anh này đang đang chưa chưa được là trả về phone là lập tức nó return lại ngay. Anh nào chưa được nó return ngay, và khi hai anh này thỏa mãn rồi thì anh này sẽ gì ạ? À? Các bạn, hoặc anh này các bạn viết viết gần nè, là hoặc đúng không? Hoặc nếu viết gom, cô viết gom lại một cái nè, là cô viết như này. Hoặc viết cho nó gọn, đừng viết dài, viết gọn. Đó. Đó thì cái này cô xóa anh này đi. Chưa? Rồi nhấn nút đăng ký cái, nó bảo là ngay.
Đúng chưa? Còn nếu không có là nó không báo ạ. Nó vẫn gửi đi ạ. Tại vì tôi đã focus con trỏ vào đâu. Focus cũng báo. Mà không focus mà nhấn nó cũng báo. Thấy chưa? Ok chưa? Nó báo ngay này. Rồi cái này để cô cái style. Style là màu đỏ đúng không? Cái là chấm error color red. Bấm cái. Báo chưa? Có đúng thì nó không báo nữa. Không, 1 2 3 4 5 6 9. Bấm cái lỗi bỏ nữa. Rồi. Hết lỗi. Đó chính là validation form. Vậy các bạn để ý cách viết nha. Cách cô viết hàm nè. Cô chia nhỏ hàm ra, hàm này xử lý riêng cho email. Hàm này xử lý riêng cho phone. Sau đấy cô gọi lại ở form valid form và thấy các bạn thấy code nó gòn chưa? Thì cái này được gọi là tái sử dụng nhá, tôi sử dụng lại cái hàm. Viết hàm làm sao để tái sử dụng được thì cái đấy mới ok. Được chưa? Alright. Rồi. Tiếp. Rồi xong. Gỡ lỗi biết rồi.